Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, liên quan đến vụ người mẹ gõ cửa từng nhà tìm nguyên nhân cái chết của con, một nguồn tin cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh đã gửi thông báo kết luận giám định cho bà Chu Thị Kim Phượng, sinh năm 1979, ngụ tại thị trấn Liên Nghĩa Lâm Đồng, liên quan đến cái chết của con gái bà là chị Trịnh Thị Kim Diệu, sinh năm 1999. Phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận không đủ cơ sở kết luận các dấu vết còn lại trên xe máy, không đủ cơ sở kết luận giữa xe ô tô biển số 61C 267XX và xe máy có va chạm với nhau hay không. Bà Chu Thị Kim Phượng xác nhận với phóng viên rằng bà đã nhận được thông báo của công an quận Gò Vấp qua bưu điện chứ chưa làm việc trực tiếp về nội dung này. Bà Phượng nói: "Tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, chỉ mong tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn. Còn rất nhiều điều khó hiểu trong vụ tai nạn khiến con gái tôi qua đời. Tôi sẽ tiếp tục bán bánh để có tiền đi thành phố Hồ Chí Minh khiếu nại vụ việc." Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 12 tháng 6, chị Trịnh Thị Kim Diệu lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp thì gặp nạn. Lúc xảy ra tai nạn, người dân tên T đã bám theo chiếc xe tải liên quan, ghi lại biển kiểm soát là 61C 267XX. Người dân đã đưa chị Diệu đi cấp cứu nhưng nạn nhân qua đời 12 ngày sau đó. Sau khi con gái qua đời, bà Phượng lên mạng cầu cứu cư dân mạng thì chị T đọc được và tiếp tục gửi cho bà Phượng biển kiểm soát xe 61C 267XX để cung cấp cho công an. Nhiều người sống gần hiện trường cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, chiếc xe tải đã dừng cách hiện trường vài mét và quẹo vào đường số 53 gần đó chạy mất hút. Công an quận Gò Vấp sau đó triệu tập tài xế NTT, sinh năm 1988, người lái chiếc xe tải biển số 61C 267XX để làm rõ một số tình tiết trong vụ tai nạn. Tài xế T xác nhận với công an quận Gò Vấp rằng tối 12 tháng 6 có lái xe 61C 267XX lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 7 Công an quận Gò Vấp và đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, đại diện công an thành phố Hồ Chí Minh đã cùng bà Chu Thị Kim Phượng đến Bình Dương thực hiện việc khám xét xe tải đang bị tạm giữ để phục vụ cho công tác xác minh.